khóa tủ, khóa xe máy, khóa ô tô, có các biển các loại chìa khóa. Ai cắt chìa khóa đây? Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng lái xe chứng minh nhân dân. Có ép năng chứng vừa đỏ. Giấy khai sinh, giấy khen, ép chất lượng cao lấy ngay. Tôi xin cắt chìa khóa, khóa nhà, khóa cửa. Ở hội này đi lạc, người ta đi xuống thế này, người ta đi ra làm gì? Đi xuống ra cả thôi. Đi xuống ra cả thôi. Đi xuống ra cả thôi. Đi xuống ra đây chúng ta ngoài đường mà. Lạc bao tiền ký đây? Lạc đỏ á? Để đi hình, lạc bởi đi hình. Ăn vào đây ngon hơn. Hãy đăng nhập kênh vấn đề chưa? Hãy nhanh chân đến với gian hàng của chúng tôi để tìm hiểu và mua cho mình sản phẩm tốt nhất với giá hết sức bình dân. Xin kính mời quý vị. Tống thị xấu đi, toàn đi mình đi đâu không biết này. Lạng này bao tiền ký? Hả? 6-7 ký. Bao nhiêu? 70 nghìn một cân. 70 nghìn một cân. Anh khỏe đúng không? Lên đây đi chợ là đúng không? Bao nhiêu hả em? 70 nghìn. Sao mua? Cái gọi rồi này, cái gọi rồi này, đi đi. Mua đi gì nữa? Kỳ ông gọi về rồi đây. Kì. Alo. Ô, đang lạc mẹ rồi. Bao tiền ký? Cháu kìa, 80 một cân à. Kìa, 70 chưa mua rồi, 80 rồi. À, giả bao nhiêu? 5 mua được không? Hả? Lúc này như này không mua được nữa thì mua ở đâu? Cái mua của dân nước tươi như nào? Mua. Mua nào đây, mua nào đây. Đéo ơi, quá tổ. 75 cân lấy nhiều thì 70. Mua 1 cân 70. Đấy, mỗi người 1 cân. Anh mua cho. Đây, mua đây. Em mua 2 cân, chia ra chú cho anh đưa tiền cho nhé. Mua thêm 1 cân. Mua 2 cân, 2 túi. Đường xấu mới đi mua gì rồi, chạy đâu rồi? Kìa kìa. Mua gì cần à? Đi, xong chưa?